Hello, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Clickbait Channel. Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Phải nói là năm nay là một trong những năm mà thời gian trôi nhanh nhất. Anh em cứ tự tính ra xem, bao nhiêu anh em được đi học tầm trên 3 tháng giơ tay và nói tôi. Đấy. Bao nhiêu anh em được đi làm trên 8 tháng giơ tay và nói tôi. Và như mình thì chắc chắn là mình làm 12 tháng đủ luôn. Nhưng mà nói gì thì nói, năm nay thì năm nói chung là kinh tế buồn. Một năm kinh tế buồn. Tiền. Và để xóa tan cái bầu không khí có phần hơi ảm đạm của cuối năm thì mình sẽ gửi tới anh em một chương trình tặng điện thoại miễn phí. Đấy. Chi tiết cụ thể như thế nào? Khi mà anh em truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả đến với Clickbait thì anh em sẽ thấy là thời gian trôi nhanh như một cơn gió, thoáng chốc đã đến đợt tới cuối năm rồi. Để đánh dấu thời điểm kết thúc một năm thì Clickbait triển khai chương trình nho nhỏ cùng với cực kỳ hoành tráng tri ân khách hàng đã đóng góp cùng với hành trình theo dõi ủng hộ chúng tôi. Đấy, thời gian từ ngày 21 tháng 12, tức là ngay ở cái thời điểm mình quay video này này, đã bắt đầu rồi nhá, đến hết 31 tháng 12 năm 2020. Địa điểm áp dụng mua hàng trực tiếp và online. Đấy, tức là các bạn cứ việc mua hàng là có nhá. Cơ cấu giải thưởng như sau: một giải đặc biệt, một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A51 trị giá là 7.990.000 đồng. Người thắng cuộc được xác định là qua phương pháp random. Đấy, số điện thoại ở trên trang random đấy nhá. Clickbait sẽ livestream trực tiếp trên fanpage Clickbait chọn là mua. Đấy, các bạn nhớ nhá, nhớ like fanpage của Clickbait chọn là mua. Tại vì là trong cái ngày hôm đấy ấy, thì sẽ livestream để tìm ra người may mắn. Tri ân cuối năm bốc thăm trúng lớn từ ngày 21, 100% cơ hội trúng thưởng này, giải đặc biệt này. Ngoài ra nhá, có rất nhiều giải nữa dành cho anh em này. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 12, khách hàng đến mua điện thoại tại Clickbait sẽ được tham gia bốc thăm trúng thưởng tại cửa hàng. Đấy ạ, anh em mua hàng trực tiếp anh em cũng được tham gia. Và anh em lại có thêm một cái nữa là anh em được bốc thăm trúng thưởng tại cửa hàng nữa cơ. Bao gồm như sau: 50 suất giảm giá 1 triệu đồng. Quá ngon. Ví dụ như anh em mua iPhone 12 lock bây giờ hơn 15 triệu, trừ luôn 1 triệu còn có hơn 14 triệu. Quá ngon đúng không ạ? 100 suất giảm giá 500.000 đồng. Đấy, anh em mua cho mình một chiếc Vsmart Joy 3, Joy 4 gì đấy, giảm luôn 500.000 đồng. Quá ngon. Tiếp theo nữa, 100 suất giảm giá 200.000 đồng. Đấy, 200.000 đồng. Anh em cũng đi được 2-3 tiếng gì đấy. Tiếp theo nữa là 300 suất giảm giá 100.000 đồng. Mua thêm cái ốp, mua thêm phụ kiện. Tiếp theo nữa là 300 suất giảm giá 50.000 đồng. Và đặc biệt cuối cùng đó chính là 300 suất pin dự phòng Titan 10.000 mAh. Và mình cứ tính như này nhé, đây là mỗi cửa hàng đúng không? Tại cửa hàng luôn. Thì anh em cứ nhân ra cho mình thì mỗi cửa hàng mà có như này thì chia ra bao nhiêu ngày mà đủ ra được 300, 1.000, 1.000, 1.100, 150 suất cơ mà. Gần như là anh em cứ đến là có quà. Đấy, thấp nhất anh em cũng được cái quả pin dự phòng. Quá ngon. Và ngoài ra nhá, từ ngày 21 đến ngày 31 thì cũng sẽ là chương trình giảm giá đặc biệt. Ví dụ như là iPhone 12 lock nhá, giảm giá chỉ còn có 15.490.000 đồng này. iPhone XS Max chỉ còn có 11.290.000 đồng. Ngoài ra nữa, iPhone 11 Pro còn có 16.490.000 đồng. iPhone 11 còn có 13.990.000 đồng. Và iPhone 11 Pro Max 21.290.000 đồng. Wow, quá ngon đúng không anh em ơi? Tiếp đến là Xiaomi nhá, rồi Redmi nhá, Redmi Note 9 còn có 3.950.000 này, Redmi Note 9 5G còn 4.990 này, Redmi Note 9 Note Pro 5G 2021 6.250.000. Đấy, tất cả cái chương trình này thì anh em có thể tham khảo qua đường link mình để ở phía phần mô tả. Đấy, còn video thì mình muốn chia sẻ nhanh nhanh thế thôi. Nhớ là anh em là đến cửa Clickbait từ ngày 21 đến ngày 31 là có quà. Ít nhất là anh em được cái quả pin dự phòng, không là anh em được giảm giá đúng không? Ngoài ra anh em lại được thêm một cái mã để quay random, có thể trúng được chiếc Samsung Galaxy A51 trị giá 7.990.000 đồng. Và nhớ là like fanpage Clickbait chọn là mua. Đấy, anh em nhớ các bước đấy. Còn mình sẽ ghim cho anh em các bước để tham gia ở phía phần mô tả và phần ghim comment. Anh em chỉ cần thực hiện theo đúng các bước như thế là có quà. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye.